Phượng Channel khoe da đẹp ở tuổi 46. Ở tuổi 46, Phượng Channel sở hữu làn da khiến nhiều người ngạc nhiên. Mới đây, Phượng Channel đã chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh mới nhất của bản thân. Trong ảnh, doanh nhân 46 tuổi khiến mọi người ngỡ ngàng vì làn da đẹp. Phượng Channel từng chia sẻ, cô duy trì việc tập luyện thể dục hàng chục năm nay và gần như không bỏ bất kỳ bữa nào. Việc tập thể dục nặng hay nhẹ sẽ phù hợp vào tình hình sức khỏe, nhưng Phượng Channel luôn cố gắng duy trì dù công việc kinh doanh bận rộn. Phượng Channel không phải là cái tên xa lạ với showbiz Việt, cô có 3 con gái. Con lớn nhất tên Susumi Uyên đang theo học tại nước ngoài, con thứ hai tên Suri, còn con út Sumi, còn chung cùng nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Dù là người nổi tiếng nhưng Phượng Channel lại cực kỳ kín tiếng, ít khi chia sẻ chuyện đời tư cá nhân. Trên trang cá nhân của mình, Phượng Channel chỉ thường xuyên chia sẻ về công việc hay những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống.